Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Mái ấm yêu thương luôn tìm và xây những căn nhà mới cho các hộ nghèo. Và hôm nay chương trình dừng ở xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong. Qua lời giới thiệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, ở địa phương này có hai mẹ con đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là chưa có nhà ở. Chương trình hôm nay xin mời quý vị cùng đồng hành và chia sẻ với hoàn cảnh này. Đã hơn 5 năm nay, căn nhà tạm bợ này chính là nơi tá túc của hai mẹ con chị Phan Thị Thanh Vân ở thôn Phú Điền, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. 5 năm trước, vì được hàng xóm cùng một số mạnh thường quân hỗ trợ dựng lên tạm thời để có nơi làm ma chay cho chồng, nên đến nay căn nhà của chị Vân đã trở nên xuống cấp hơn. Do cuộc sống nghèo khó, cảnh quá phụ chạy ăn từng bữa nuôi con, nên suốt thời gian qua, căn nhà trống trước hở sau cũng chưa một lần được gia cố. Cái ở nhà này vài năm, ở nhà kia vài năm, đó coi như hết đi làm chỗ nào là ở chỗ nấy à, là xong bây giờ mới ổng chết về bắt đầu. Rồi anh chị em đùa xúm nhau ở làng ở xóm nè, cho tới đây dựng lên nhà là cho về nhà ở rồi chôn cất ổng luôn à. Đồ trong nhà đây là người nào cũng cho hết á, chứ không có tiền mà cất mà xây sở nhà đâu. Trước đây cả hai vợ chồng sống bằng nghề chăn bò, chăn dê thuê cho người địa phương để kiếm tiền sinh sống qua ngày. Mỗi khi chăn gia súc thuê cho ai thì cả gia đình chị Vân lại dọn về ở trong chòi canh rẫy của nhà đó để tiện công việc. Đến khi chồng mất, nguồn thu nhập duy nhất của chị Vân giờ đây cũng là đi làm thuê, làm mướn. Người con trai của chị năm nay đã 27 tuổi, nhưng vì mắc bệnh thần kinh nên cũng không thể phụ giúp được gì. Những khi tỉnh táo thì chỉ có thể đi chăn bò, chăn dê thuê. Công việc không ổn định, nguồn thu nhập cũng không được bao nhiêu, nên cuộc sống của hai mẹ con chị Vân hết sức chật vật. Mấy năm đầu tiên là đi chăn dê, hết chăn dê xong bắt đầu qua chăn cừu xong rồi bây giờ cái đi chăn bò, chăn hết chăn bò bây giờ về đây, một nà một chỗ chăn như vậy là mấy năm trời lận, rồi bắt đầu mới hết chăn, đi nhổ cỏ, nhổ đồ cho anh ta, coi như nó cũng không được ổn định đâu. Mỗi ngày trôi qua, dù rất chịu khó lao động, nhưng cuộc sống của hai mẹ con chị Vân cũng chưa thoát khỏi cảnh lo chạy cơm từng bữa. Chính vì thế, việc dành dụm một khoản tiền xây mới hay nâng cấp lại căn nhà trước mùa mưa tới là điều không thể đối với người phụ nữ 55 tuổi này. Cũng mong ước sao cho có nhà ở, có chỗ tôi ra tôi vô đồ cho nó đỡ bớt dột đồ nè. Mỗi lần mà gió mưa tự ô thảm ghê. Rất mong là cái sự quan tâm của mái ấm yêu thương để mà hỗ trợ giúp đỡ cho chị Vân có được một ngôi nhà ấm áp. Nhằm hiện thực hóa ước mơ giúp hai mẹ con chị Phan Thị Thanh Vân sớm an cư lạc nghiệp, vươn lên trong cuộc sống, chương trình Mái ấm yêu thương đã quyết định hỗ trợ xây dựng mới một căn nhà với tổng kinh phí 100 triệu đồng với sự đồng hành của công ty nhiệt điện Vĩnh Tân, tổng công ty phát điện 3. Căn nhà mới khang trang
sẽ là động lực giúp gia đình chị Vân vượt qua khó khăn, có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Và các bạn đang đến với lễ bàn giao nhà mái ấm yêu thương do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp cùng Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận cùng với sự đồng hành của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, Tổng công ty Phát điện 3 thực hiện. Và sau một thời gian thi công thì hôm nay căn nhà mái ấm yêu thương tiếp theo đã được hoàn thành và chúng tôi đang tiến hành bàn giao mái ấm yêu thương này cho gia đình bà Phan Thị Thanh Vân ở thôn Phú Điền, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong. Đó là sự kiện mà chúng ta có mặt ngày hôm nay. Và đến dự lễ bàn giao nhà hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận. Bà Bùi Thị Thái Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuy Phong. Về phía đơn vị đồng hành cùng chương trình, xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Huỳnh Phong, Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân. Đại diện Ủy ban cũng như là Mặt trận Tổ quốc của xã Phú Lạc. Tiếp theo sau đây xin mời bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ lên trao quyết định hỗ trợ kinh phí xây nhà mái ấm yêu thương cho gia đình bà Vân ạ. Xin mời bà. Được sự quan tâm của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, hôm nay Ủy ban Mặt trận tỉnh cùng với Đài Truyền hình tỉnh cùng với lãnh đạo địa phương đến trao nhà mái ấm yêu thương cho hộ gia đình mình. Rất mong trong thời gian đến gia đình mình có căn nhà ổn định cuộc sống và tiếp tục phát triển kinh tế gia đình. Vâng, xin cảm ơn bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã có những lời động viên cũng như là những món quà ý nghĩa dành cho gia đình bà Vân ạ. Xin cảm ơn bà. Sau đây xin mời ông Đỗ Huỳnh Phong, Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân sẽ lên trao quà cũng như là gắn bảng mái ấm yêu thương dành cho gia đình bà Vân ạ. Xin trân trọng kính mời ông. Hôm nay chúng tôi thay mặt cho anh em ở Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân cũng đến để trao tặng cái căn nhà mái ấm yêu thương cho gia đình cùng với các cái vật dụng trong nhà để cho gia đình sử dụng. Thì cũng mong rằng từ nay có được cái căn nhà mới thì gia đình mình cũng ổn định được cuộc sống tốt hơn, phát triển kinh tế gia đình tốt hơn và cũng có điều kiện để nuôi dạy con cái được tốt hơn. Cũng nhân dịp gia đình mình có căn nhà mới thì Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân cũng có các cái món quà là các cái vật dụng sử dụng trong gia đình, cũng tính gửi tặng gia đình để gia đình mình có thêm các cái tiện sinh hoạt cho gia đình được tốt hơn. Hồi đó giờ chưa có nhà như vậy, bây giờ bữa nay có rồi mừng ghê lắm. Biết ơn hết tất cả luôn á. Và rất là cảm ơn đơn vị đồng hành đã dành những món quà ý nghĩa dành cho gia đình bà Vân. Xin cảm ơn ông ạ. Một lần nữa thì xin chúc mừng gia đình bà Phan Thị Thanh Vân đã có được mái ấm yêu thương tiếp theo của hành trình này. Và cũng xin chúc cho hai mẹ con bà sau khi có được căn nhà mới rồi sẽ ổn định chỗ ở, vươn lên trong cuộc sống. Rất cảm ơn sự hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, của huyện Tuy Phong cũng như là xã Phú Lạc, đặc biệt là sự đồng hành của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, Tổng công ty Phát điện 3 đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.